Trong bài này, chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu hình tượng người lái đò sông Đà. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về lai lịch và ngoại hình của người lái đò. Khi được tác giả hỏi chuyện, thì người lái đò đã 70 tuổi và làm nghề này khoảng 15 liền. Ông đã nghỉ cũng cả đôi chục năm nay. Thế nhưng, 15, người lái đò đã in dấu khá đậm ở ngoại hình ông lão. Ngoại hình ấy là gì? Tay của ông lêu nghêu như cái sào, chân ông lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh, chân gò lại để kẹp lấy một cuống lái tưởng tượng. Giọng ông ào ào như tiếng nước, và nhỡn giới của ông vòi vọi như lúc nào cũng mong một cái bến xa trong sương mù. Những dòng này được tác giả viết ra không chỉ để giới thiệu ngoại hình của một con người, mà còn để ca ngợi sự gắn bó, yêu quý nghề ở chính người đó. Có lẽ dấu ấn nghề nghiệp đã in sâu vào máu thịt, xương cốt của con người. Lúc nào ông lái cũng trong tư thế chèo đò. Vậy ở ông toát lên tính cách gì? Tác giả đã miêu tả tính cách của ông lái đò trong một cuộc chèo đò. Đầu tiên, đó chính là sự từng trải, gắn bó và yêu quý nghề. Nó thể hiện ở những nét về ngoại hình, về tuổi nghề. Ông đã có 10 năm và xuôi ngược cả 100 lần, giữ lái độ 60 lần. Chưa đủ, ta thấy ở đây, ông lái đò còn thực sự là một linh hồn muôn thuở của dòng sông này. Ông không chỉ lái lâu mà ông nhớ tỉ mỉ như đóng đinh vào lòng tất cả các con thác hiểm trở. Sự từng trải của ông lái đò thể hiện dòng sông Đà với 73 con thác. Nhưng ông đã nhớ lấy tỉ mỉ như đóng đinh vào tất cả các luồng nước, tất cả các con thác hiểm trở. Sông Đà đối với ông lái đò như một trường thiên anh hùng ca mà ông thuộc lòng đến từng cái dấu chấm than, chấm câu và cả những đoạn xuống dòng. Ta thấy ở đây không phải bỗng dưng mà nhà văn nổi tiếng tài tử lại đưa vào trang viết của mình tỉ mỉ từng ngọn thác, thời gian ông lái đò. Phải chi ly cụ thể như thế mới thấy hết được sự từng trải gắn bó với nghề và độ kỳ lạ ở ông não lái đò. Đấy cũng chính là cách nhà văn bày tỏ sự thán phục của mình với một con người như được sinh ra từ những con sóng, ngọn thác hung dữ ở sông Đà. Ngoài ra ở ông, ta còn thấy lòng dũng cảm. Chỉ từng trải chưa đủ, đối với con sông Đà, ai chế ngự được nó đòi hỏi phải có lòng dũng cảm, can dạ, nhanh nhẹn, mưu trí và quyết đoán nữa. Nguyễn Tuân đưa nhân vật của mình vào ngay hoàn cảnh khốc liệt mà ở đó tất cả những phẩm chất được bộc lộ một cách rõ ràng. Thậm chí ở đây, những phẩm chất đó đôi khi còn phải trả giá bằng cả mạng sống của mình nữa. Nhà văn gọi đây là một cuộc chiến đấu gian lao với con thủy chiến sông Đà. Và đó chính là cuộc vượt thác đầy nguy hiểm chết người, diễn ra nhiều hồi nhiều đợt như một trận đấu với đối phương đã hiện ra rõ diện mạo và tâm địa là kẻ thù số 1. Thoạt nhìn thì đó là cuộc chiến đấu không cân sức, bởi đó là trận đấu mà ở bên này là một thiên nhiên lớn lao, dữ dội, hiểm độc với sức mạnh được lâng lên hàng thần thánh, có sông nước hò réo, quyết vật ngựa con thuyền, có thạch trận với cả đủ ba trùng vây có thể chấn áp con người. Còn bên kia thì chúng ta thấy chỉ có con người nhỏ bé, không hề có phép màu, vũ khí trong tay, chỉ có một cán chèo với chiếc que thật mỏng manh trước nguy cơ sóng thác, trên một con đò đơn độc hết chỗ lùi. Người xưa vẫn coi cưỡi con gió mạnh, đạp đầu sóng dữ là biểu trưng cho một lý tưởng sống anh hùng. Ông lão lái đò này dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân cũng chính là con người cưỡi gió đạp sóng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Người lái đò của Nguyễn Tuân không có phép màu, ông đâu có đôi cánh tay Hercules để sánh được với sức lực của thủy tinh, nhưng ông đã nắm chắc được binh pháp của thần sông, thần đá. Với kinh nghiệm đò giang sông nước lên thác xuống gành và cái trí tuệ đã khiến cho người lái đò dù trong tay chỉ có một cây chèo nhỏ vẫn có thể phá tan được cửa ải của cái thiên nhiên ấy và mang đến một chiến thắng thật oai hùng trong sự nghiệp đấu tranh chống thiên nhiên. Một cảm hứng hào hùng đã khiến ngòi bút Nguyễn Tuân tả cuộc vượt thác sông Đà mà thành một cuộc chiến đấu biến ảo hấp dẫn, một khúc ca ca ngợi chiến công của bậc anh hùng.
Cuộc chiến đấu của người lái đò có thể được chia làm 3 chặng. Ở trùng vi thứ nhất, vừa vào trận, sóng nước, đá sông đã hò la vang dậy, ùa vào bẻ gãy cán chèo vô khí, đá trái thúc vào bụng và hông thuyền. Nước như đô vật túm thắt lưng ông, rồi đánh miếng đòn độc, đánh vào chỗ hiểm. Nhưng ông đò cố nén vết thương, hai chân vẫn kẹp chặt cuống lái, mặt máu lạch đi. Con thuyền bơi chèo vẫn nghe thấy tiếng chỉ huy ngắn gọn, tỉnh táo của người lái. Ông đò thực là một người chiến sĩ dũng cảm, rất bình tĩnh nén mọi đau đớn để chiến thắng kẻ thù. Ở trùng vi thứ hai, ta thấy kẻ địch thay chiến thuật, chúng tăng thêm nhiều cửa tử. Cửa sinh thì bố trí lệch sang phía tà ngạn, lập lờ bí hiểm hơn ở vùng trùng vi trước, hỏng đánh lừa con thuyền. Như ông đò đã nắm chắc được binh pháp của thần sông, thần đá, trợ thuộc ngay cả quy luật phục kích của nụ đá. Ông cưỡi lên thác sông Đà, phải cưỡi đến cùng như cưỡi hổ. Nắm chặt được cái bờm của sóng đúng luồng, ông đò ghì gương lái, phóng nhanh vào cửa sinh, lái miết một đường chéo con thuyền lướt nhanh. Bất ngờ, khiến cho tất cả bọn đá thủy quân không kịp trở tay, và khiến cho cái thằng đá tướng đứng chiến ở cửa vào đá tiêu nghỉu, cái mặt xanh lè thất vọng. Ông đò, người chỉ huy ấy thật thông minh và tài giỏi biết bao. Cuối cùng là trùng vi thứ ba, ít cửa hơn, bên phải, bên trái đều là luồng chết cả. Cái luồng sống ở ngay giữa con thác. Ông đò như một người chỉ huy dày dặn, cứ phóng thẳng thuyền, chọc thủng cửa vào đó. Vút vút, cửa ngoài, cửa trong, lại cửa trong, cửa ngoài. Thuyền như một mũi tên tre có thể xuyên nhanh qua hơi nước, vừa xuyên vừa tự động lái được, lượn được. Bản anh hùng ca vừa thác đã lên đến cao trào. Con thuyền lướt nhanh trên đầu sóng, sóng nước của sông Đà. Trên con thuyền vuông vút đó, ta thấy rõ hình ảnh người lái đò anh hùng, vừa dũng cảm thông minh, vừa thật tài ba. Vậy là thác dữ đã được chặn, và cuối cùng thì con người vẫn là người chiến thắng được sức mạnh thần thánh của tự nhiên. Con người đã cưỡi lên gành thác, xé toang hết lớp này đến lớp khác của trùng vi thạch trận, để những thằng đá tướng phải lộ sự tiêu nghỉu thất vọng qua cái bộ mặt xanh lè. Người đáy đò đã đè sấn được sóng nước, nắm chặt được cái bờm sóng mà thuần phục sự hung hãn của dòng sông. Cần phải nói thêm, trong cuộc chiến này, nguyên nhân làm nên chiến thắng của con người không hề bí ẩn. Đó không có gì khác hơn là sự ngoan cường, trí quyết tâm và nhất là kinh nghiệm đò giang sông nước, lên thác sông gành đã giúp cho con người nắm chắc được binh pháp của thần sông thần đá và qua đó khuất phục dòng thác hồng hộc, hơi thở hùm beo. Người lái đò sông Đà chính là khúc hùng ca, ca ngợi con người, ca ngợi trí con người, ca ngợi lao động vinh quang đã đưa con người tới thắng lợi huy hoàng trước sức mạnh tựa thần thánh của dòng sông hung dữ. Đấy chính là yếu tố làm lên chất vàng 10 của nhân dân Tây Bắc và của những người lao động nói chung. Ngoài ra, ở Người lái đò sông Đà, tác giả còn phát hiện ra chất nghệ sĩ tài hoa. Ở phần vị thanh của khúc ca vượt thác, tác giả đã truyền gam với mấy câu tả thật êm nhẹ như thủ thỉ tâm tình. Dòng sông vận mình vào một cái bến cát có hang lạnh, sóng thác xèo xèo tan trong trí nhớ. Đêm ấy nhà đò đốt lửa trong hang đá, nướng ống cơm lam và toàn bàn tán về cá anh vũ, cá rầm xanh. Chẳng thấy ai bàn thêm một lời nào về cuộc chiến vừa đang diễn ra cả. Ở đấy, ta lại thấy thấm thía thêm một vẻ đẹp nữa của người lái đò. Họ anh hùng xiết bao, cuộc sống của họ là ngày nào cũng chiến đấu với cả ý dữ dội của sông Đà để giành lấy sự sống. Thế nhưng, họ cũng thấy chẳng có gì là hồi hộp đáng nhớ. Cái phi thường trở thành bình thường, phẩm chất chiến sĩ đã hòa quyện với phong thái tài tử nghệ sĩ. Dường như cảm nhận đầy đủ vẻ đẹp mang chất vàng 10 của những người lao động bình dị ở Tây Bắc, thì Nguyễn Tuân dường như không thấy cầm lòng được. Trước khi chia tay họ để gặp lại dòng sông, ông giữ lại một ước nguyện thật đẹp, chân thành. Tôi nghĩ nếu sau này làm phim màu về sông Đà, cần phải đưa ống quay phim lên tàu bay, cho bay là trên thác mà dí máy xuống, mà lượn ống theo những luồng sinh của thác, để thấy rõ hơn sự hiên ngang của người lái đò.
người lái đò ấy thực sự đã nắm được quy luật tất yếu của dòng nước sông Đà. Từ việc nói về người lái đò sông Đà, ta lại thấy rõ hơn phong cách của Nguyễn Tuân. Phong cách của Nguyễn Tuân đã thể hiện rõ qua những nét chính, đó là sự tài hoa, uyên bác. Để miêu tả hình ảnh người lái đò, ông đã kết hợp rất nhiều phương tiện của các ngành nghệ thuật khác nhau như hội họa, điêu khắc, điện ảnh, âm nhạc. Thứ hai, ông thể hiện một khả năng diễn đạt và vốn ngôn từ thật phong phú. Đồng thời, một điểm nữa mà chúng ta cũng không thể nào mà quên đi từ ông chính là ông là người luôn đi tìm cái đẹp trong cuộc sống này. Con người Tây Bắc với ông thực sự là một chất vàng người. Và ông đã cố gắng đi tìm nó, tìm thấy nó, sau đó thì biến nó thành hiện thân của cái đẹp của nghệ thuật, của sự bất tử. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu về hình ảnh người lái đò sông Đà, và ở đó chúng ta càng thấy rõ hơn một điều, đấy là tác giả đã miêu tả hình ảnh người lái đò sông Đà để biến hình ảnh người lái đò ấy trở thành hiện thân của chất vàng mười Tây Bắc, hiện thân của những con người lao động bình dị, phong dũng cảm, tài hoa. Đồng thời, ở đây tác phẩm còn đem đến cho chúng ta những giá trị độc đáo, chúng ta thấy yêu quý thêm những con người lao động tài hoa, thêm yêu quý hơn sự giàu đẹp của tiếng Việt. Bài học đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô và các em.